Chào anh em, hôm nay mình bên Sơn Tinh sẽ giới thiệu cho anh em một cái quạt, nó là quạt 12V. Đây hôm qua mình lấy về được phải được nửa tháng thôi mà mình thấy là nó rất là ok. Đây, anh em có thể thấy đây, quạt đây là quạt quạt của bên điện cơ 91 nhá, của Bộ Quốc phòng nhé anh em nhá. Anh em yên tâm và tin tưởng về cái chất lượng của nó. Đây anh em có thể nhìn thấy mẫu mã của nó này, mình sẽ lấy thước về để đo cho anh em xem một chút nhé. Anh em nhìn ở đây mình có hai cái quạt này, cái quạt ở bên đây là cái quạt của Fuji, đó, còn cái quạt này là quạt 12V đó, của 12V của cơ 91 nhá. Anh em xem này, hai cái quạt nó cao xem như nhau đúng không ạ? Một cái đằng Fuji này nó cao hơn một chút thôi. Và quan trọng nhất là cái lồng quạt này, mình sẽ đo lên cái lồng quạt cho anh em xem nhá. Đó, đo lồng quạt này. Đó, lồng quạt nó vào mình đo ngang đây nhá. Đó, vào 42 phân. Đó, một cái Fuji này. Fuji này. Và cũng khoảng 43 phân. Đó. Nó bé, lồng này bé hơn lồng của nó bé hơn lồng của con Fuji một phân thôi. Đấy là mình đo bằng tay cho nên là nó không thể chính xác được hoàn toàn. Nếu mua chính xác thì chắc mình phải tháo lồng ra. Mình mới mua được 15 ngày, khoảng tầm 15 ngày. Thì đây đã bắt đầu có một chút bụi bặm nó bám vào rồi. Đó. Bụi bặm một chút thì này, chứng tỏ là mình dùng bằng cái ngày thì là mình cảm nhận để mình biết được cái chất lượng của nó, mình mới giới thiệu đến anh em. Đó, quạt cao đây, ngang bụng tầm cỡ mét. Đây, mình sẽ đo lên chiều đứng của nó đây. À, chưa đến 1 mét rồi nhưng mà 90 phân, hơn 90 phân nhé. 90 được 9 à, chưa đến 90 là 89 phân, rồi 190 phân. Còn cao thấp nó còn có thể chỉnh ở đây nữa anh em nhé, có thể rút xuống, tụt xuống một chút nữa cũng được. À, lệch khoảng tầm 10 phân này nữa có thể chỉnh xuống. À, so với cái quạt điện thông thường, quạt 220V đấy, thì quạt này dòng 12 sử dụng kẹp bình trực tiếp cho nên nó có đôi này, đôi kẹp này, dây thì cũng là dây 0,7, khá là to đúng không ạ, thoải mái. Bây giờ mình sẽ thử chạy cái quạt điện lưới trước cho anh em xem là nó như thế nào nhá. Quạt điện lưới này thì tất nhiên là mình để cảm nhận về cái độ êm của nó thôi. Đó. Đó, mình sẽ bật lên này. Đây là số này, số 3 này. Đó, khá là mạnh đúng không ạ? Mạnh hơn này. À, rất là mạnh luôn đúng không ạ? Tắt đi. Chạy con bên này. Đó, chúng ta cùng so sánh nhé. Mình sẽ kẹp. Đó, cho anh em xem nhá. Đây, đây là mình kẹp thẳng tới ác quy này, dương này, ra đây này, đây vào đầu kẹp dương này. Đó, âm của ác quy đi vào đây. Đây mình kẹp vào đây nhá, con cái này là mình lại dùng để sạc cái ác quy ở cái bình thứ hai, nhưng mà mình không sạc cho nên là mình sẽ kẹp vào đây. Đó, âm ở đây được chưa? Đó, anh em có thể xem ở đây. Đó, quạt quay để nó quay về đây đã, xong rồi mình sẽ chỉnh lại hướng này, chỉnh tốc độ gió cho anh xem. Quạt quay tít nha, êm nha. Đây hệ số của nó này, anh em có thể thấy ở đây số này, ba số. Số 1 là khỏe nhất này, càng số càng cao thì càng 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 yếu này. Số 2 yếu hơn này, số 3 là yếu nhất này. Đó, anh em có thể xem này.
Nó quay khá là tít nhé, không phải lừ đừ nên đâu. Anh em nhìn ở trong cái điện thoại là nó cảm giác nó bị giật 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 giật. Đấy là do cái tần của thằng máy ảnh nó vậy thôi. Đó, mình tăng lên này, số 3 này, số 1 này, về từ số 3 về số 1. Đó, nó chạy rất là tít này. Nếu như mà so sánh về tốc độ gió thì số 1 số mạnh nhất của thằng này thì nó sẽ bằng với thằng số 3 của thằng bên này. Điện lưới này. Đó, anh em có thể cảm nhận luôn. Đó, hai thằng này quạt ngang nhau nhá. Như nhau. Và về cái công suất thì thằng quạt này anh em có thể nhìn thấy đây là quạt 45W nhá. Là quạt 45W nha. Tức là chạy max tốc độ của nó là số 1 nó là 45W, thì nếu như mà không mắc như chạy số 3 đây thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 30W. Còn thằng bên này thì anh em không nhìn thấy nhãn năng lượng nó dán ở trên này đâu, không nhìn thấy chỉ số watt đúng không ạ. Đó. Vậy thì muốn xem là đây chỉ số watt của nó đã ghi ở chỗ này, anh em để cho cái quạt nó quay sang bên kia. Nha. Đó, đây là 15W. Em nhìn thấy chưa? 15W. Đó. Cái công suất tiêu thụ của thằng quạt cái bình này thì bằng một nửa của thằng chạy điện lưới. Tuy nhiên là tốc độ gió thì không thua kém một chút nào. Em có thể thấy này. Đó, rất là mát. Kẹp thẳng trực tiếp từ bình ắc quy nhé. Đó, anh em có thể so sánh luôn cái công suất của nó nhé. Một thằng chỉ bằng một nửa thôi. Bên là 30, bên này 15, nhưng mà tốc độ nó ngang nhau. Đó. Và cái độ êm thì thằng quạt DC này nó chạy êm hơn. Cái tiếng kêu nó không ù ù. Tất nhiên là về so sánh thì chất lượng thì nó còn tùy vào hãng sản xuất nữa đúng không ạ. Mọi người chắc chắn sẽ nói là cái chỗ so sánh thì nó khập khiễng. Tất nhiên là quá tốt thì hãng nó cũng phải sản xuất cũng phải là hãng tốt đúng không ạ. Đó, quạt này quạt thường thì nó cũng chỉ được như vậy thôi. Thì tất nhiên anh em có thể nhìn thấy nha, đây nhá, quạt này vẫn còn được một sao nha anh em nha. Đa phần các cái quạt ở trên thị trường bây giờ đang bán bây giờ ấy, hầu hết nó còn không có một sao nào ở đây luôn anh em nhé. Còn cái quạt bên này thì do nó đang được bán ít ở trên thị trường cho nên là người ta không gắn sao thì nó chạy điện một chiều, chứ không phải như con bên này. Con bên này thì phải có đăng kiểm, có kiểm tra đầy đủ thì nó sẽ dán nhãn năng lượng, nên là một sao được một sao là tốt rồi, vẫn còn tiết kiệm chán đúng không ạ. À, những con còn không được sao nào cả. À, con này thì êm, chạy rất là êm đó. 12V nhá, kẹp thẳng từ bình. Đó, rất là êm nhá, mình có thể lấy một cái sợi một tờ giấy ra cho anh em xem cái sức gió của nó thổi này. Đó. Giấy thì nhìn không rõ lắm đúng không ạ? Mình sẽ lấy cái này để anh em xem. Đó, anh em nhìn thấy đây, à, nó bay đúng không ạ? Nó bay rất là tít. Phần bên quạt quạt bên này, đó, như nhau đúng không ạ? Đó, nó bay như nhau luôn. Đó, như nhau luôn. Biết được là cái dòng quạt một chiều bao giờ nó cũng tiêu hao ít năng lượng hơn mà. Đó, tiết kiệm được ít nhất là khoảng tầm 40%. Và đặc biệt hơn là cái này có thể kẹp thẳng vào bình ắc quy xe máy để chạy. Một cái bình ắc quy xe máy để chạy êm, anh em có thể chạy được khoảng tầm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng tùy vào số anh em bật. Anh đây là mình ước lượng là đối với bật số 1 số khỏe nhất rồi.
nhé. Số 1 số khỏe nhất luôn. Thì anh em có thể chạy khoảng tầm 2 đến 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Chỉ nên chạy từng đấy thôi. Còn nếu như anh em muốn chạy chạy nó đảm bảo ấy mà mình không cần phải quan tâm đến cái thời gian đấy, thì anh em nên lắp một cái củ này, củ là củ sạc năng lượng mặt trời này. Cái củ này nó có thể là kiểm soát được cái việc cái dòng dòng da ở đây. Anh em có thể nhìn thấy ở đây, bên này nó có cái chỗ tải ra đây. Đó, tải ra ở đây thì anh em kẹp đầu bên dưới này, anh em kẹp vào bình như thế này, để lên lên đây. Đó, sau chỗ này anh em tải ra quạt thì nó sẽ rất là êm, và khi điện áp đủ không đủ nữa, nó thấp khoảng tầm 10V rưỡi hoặc 10V ấy, nó sẽ tắt, tùy anh em có thể đặt. Đó, thì nó sẽ bảo vệ được cái quy của anh em không bị chết sấp, đúng không ạ? Rất là mát nha. Hôm nay là bài cái phần chia sẻ của mình. Anh em cho mình những cái nhận xét ở bên dưới để xem là về cái quạt này nhá. Cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày tốt lành.